Toàn thể anh em nhé, hôm nay lên sóng cho anh em một con chim tang hoàng nha các nhá. Nó rất là cao cầu, đầu bản rất là đẹp luôn các bạn. Con này cũng gần song long rồi nhé các nhá. Đuôi thì thiếu mấy sợi thì nấy nhá. Còn mấy sợi thì đủ dài nhá các bạn nhá. Đầu mặt thì các bác có thể chê luôn là đầu mặt rất là đẹp luôn rồi các bạn. Đây các bác nhìn kỹ nhá. Chân này, chân cũng rất là đẹp nhé. Con này chân ngắn, móng mèo nhé các bác nhé. Lên video lên thôi nha, các bạn nào kết thì alo em nha. Chào các bạn nha.